Xin chào tất cả các bạn, lại là mình, Kiều Thúy Huệ, sinh viên năm 2 của Đại học EDX. Thì tiếp tục cái môn đó là môn nguyên lý kế toán, một cái tên môn gọi là vô cùng khô khan nhưng mà nó cực kỳ quan trọng trong cái một doanh nghiệp, đúng không ạ? Hôm nay thì mình sẽ không phân tích hay là nói cho các quan điểm về mình của mình về cái bảng cân đối kế toán nữa, mà hôm nay mình sẽ được và mình sẽ giúp các bạn nào mà giống mình ngày trước, đó là chưa phân biệt được các tài khoản của kế toán ra các mục khác nhau. Mình tạm gọi cái mục đó là cái mục tài khoản chữ T, đúng không ạ? Ở đây thì mình có lấy một ví dụ cho các bạn như sau ạ. Ở trên màn hình của chúng ta đây có là một bảng cân đối kế toán đã khá là ok rồi. Nhưng mà và mình thì có liệt kê sẵn các là nó có tận 12 nghiệp vụ lận. Thì mình sẽ phân tích các nghiệp vụ này từng mục để cho các bạn hiểu về cách các cái mục tài khoản trong kế toán nào. Thì trước khi vào phân tích như vậy thì mình có được thầy Hoàng Xuân Vương, thầy đấy có gửi cho mình và cả lớp mình có một cuốn, đó là Inbook. Cái cuốn này thì mình được gọi là cuốn về kế toán đi. Thì mình sẽ chỉ các bạn một mẹo, đó là khi các bạn tìm về kế toán ấy thì các bạn nên có một cuốn như này để tra các đầu mục của tài khoản của cái việc đó. Ví dụ như là cái nghiệp vụ 1 đi ạ. Nghiệp vụ 1 thì mình đã phân tích cho các bạn sẵn rồi đấy. Những cái đường kẻ vàng này, đường kẻ vàng đấy ạ. Đây ạ. Thì nó sẽ là cái mục mình đã phân tích rồi. Ví dụ như nghiệp vụ 1 này, tiền ngân hàng là cộng 300.000, tiền thu của khách hàng là cộng 202.000. Còn thuế là 5.000 hay bao nhiêu này mình đã phân tích rõ ràng rồi. Và mình có phân tích thêm một chút, đó là cái tài khoản chữ T nó có tác dụng như nào. Mình sẽ viết ra một cái mới ạ. Đây ạ. Mình tạm gọi đây là tài khoản chữ T. Và nó sẽ có một bên là nợ và bên là có. Thì cái tài khoản chữ T này mình được phân ra hai mảng như sau. Của cái này là của mình sẽ gọi nó tạm, mình tạm gọi bên này là của doanh nghiệp đi. Và đây là của ngân hàng đi. Thì hai cái này sẽ đối ngược nhau này. Ví dụ, không phải ví dụ nhưng mà thực tế luôn ạ. Cái cho nợ này thì nó sẽ được tương đương là cho tăng, còn có là giảm. Thì nó sẽ ngược lại với ngân hàng. Nợ sẽ là giảm mà có là tăng. Mình sẽ lấy ví dụ như sau ạ. Luôn vào cái nghiệp vụ 1 thôi ạ. Tiền gửi ngân hàng cộng 300.000. Tiền gửi ngân hàng thì mình sẽ tra ở đầu mục 112. Đây ạ, 112 là tiền gửi ngân hàng. Tiền gửi ngân hàng 112 đây ạ. Thì ở bên này nó sẽ là bao nhiêu vậy ạ? Bên này nó là cộng 300 phải không ạ? Thì ở đây mình sẽ nhìn đây ạ. Cộng có nghĩa là tiền gửi ngân hàng của đây ạ, mình chúng ta phân tích ạ. Nghiệp vụ 1 là bán một laptop cho khách hàng A với giá trị chưa thuế là 500.000, giá trị thuế là 10% và khách phải trả qua tài khách đã trả qua ngân hàng là 300.000 và biết giá trị nhập của cái laptop này là có 350.000, thấy không ạ? Thì ở đây mình sẽ có là tiền gửi ngân hàng mình sẽ cộng vào là 500.000, nó gọi là tài sản.
cộng vào đây ạ, như cái mục này của ngân cái của doanh nghiệp thì sẽ cộng vào bên nợ là tăng. Và tiếp tục mình phân tích như sau, phải thu của khách hàng là 2.500.000. Tại sao mình lại nói thế? Thì bán một laptop với A giá trị chưa thuế là 500.000 đấy không ạ? Chúng mình nhìn lên trên này ấy, có đầy đủ thì mình đã phân tích sẵn rồi, cứ thế một cộng vào thôi. Phải thu khách hàng là cộng 500.000, cộng 250.000. Nó là đầu bục bao nhiêu ạ? Thì chúng ta sẽ kiểm tra ở trong cái cuốn này, nó là tiền đang vận chuyển, mình tạm gọi nó là tiền đang vận chuyển đây ạ, 113 đây ạ. Mình sẽ tìm bên này 113 ở đâu ạ? Đây 113 đây ạ, 250.000 mình cho vào nợ chưa ạ? Vì thứ nhất mình phân tích lại sao là cứ của doanh nghiệp nó cộng là chắc chắn mặc định cho nó là bên nợ, còn dấu trừ mặc định cho nó là có của bên nợ. Đây mặc định bên này nợ là dấu cộng. Còn bên này sẽ là trừ. Cái này mình định ấy sẵn mất rồi nên nó sẽ không có được, thì mình cứ tạm gọi đi nhá. Mình sẽ gọi tạm bên này. Bên tăng mặc định là cộng, còn bên giảm mặc định là trừ. Thì nó ngược với ngân hàng một tí là bên giảm nó sẽ là cộng, nó phải là trừ. Còn bên tăng nó cộng, nó chỉ khác nhau, nó chỉ khác nhau thay đổi vị trí là nợ và có. Mọi người nhìn thấy trên màn hình của mình không ạ? Mặc định là vậy. Thì cứ thế theo cái mục của mình đã phân tích như này dưới này, mọi người có thể tham khảo và cùng mình tính ra con toán này nó sẽ ra bao nhiêu. Và mình hiện tại mình tính ra con toán nó như ở đây rồi, tổng nợ tổng có rồi. Và mọi người có thể cộng lại một lần nữa xem có khớp với mình không. Với bản thân mình hiện tại chưa biết là đúng hay là sai, vì chắc chắn rằng là có nhiều sai sót thì mình không thể chắc chắn được, đúng không ạ? Bây giờ mọi người sẽ cùng mình cộng lại một lần nữa để xem nó có chênh lệch gì không. Và mọi người cùng mình comment ở dưới bài viết này. Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video. Xin chân thành cảm ơn.